Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với kênh YouTube Tám Minh Trang của em. Hôm nay là sáng thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020. Sáng nay em soạn 10 cây trang hồng phấn lá trung để giao cho khách. Một anh khách này là ở Bình Dương, ở Bến Cát Bình Dương. Anh đặt em là 10 cây hồng phấn lá trung. Bây giờ em sẽ chọn ra 10 cây, cả nhà cùng xem em chọn nha. Thì thường là tiêu chí mua bông trang á, tiêu chí mua bông trang của khách hàng thường là không có cần bông đâu các bạn ơi. Tại vì bông á, khi mà vận chuyển đi sẽ làm cho cây rất là mất sức. Thường bông thì để cho khách hàng nhìn ra cái mặt bông, chứ mình gửi thì mình nên chọn cây khỏe, chưa có bông thì tốt. Tại vì có bông thì cây phải mất sức nuôi bông, cho nên rất là mất sức. Cho nên em sẽ chọn những cây khỏe cao cho khách. Cây này thì cái lá hơi sâu, để em dưỡng thuốc một thời gian cho nó khỏe lại. Đây, cây thứ hai, cây rất là khỏe, dáng rất là đẹp. Ba, cây này dáng khá là chuẩn đẹp. Bên cạnh đó còn có nụ sẵn. 3. Bốn. Năm. Có nụ nha. Cây này tuy có bông nhưng mà nhìn rất là khỏe, cho nên mình sẽ chọn cho khách. 7. Cây nữa là đủ. 10. Rồi mình sẽ xếp một hàng cho các bạn xem. Đây là 10 cây. Đây, các bạn xem 10 cây. Rồi, vậy là mình đã soạn xong 10 cây cho một anh khách ở Bến Cát, Bình Dương. Màu hồng phấn như thế này nha các bạn. Mình quay ra mặt lỗ nó hơi bị chá. Phía trong này đó. Để cái bông ngoài này cho các bạn thấy 10 cây.
Ok, xong mình sẽ đi vào đóng thùng. Mang vào đóng thùng nha cả nhà ơi. Đây là mấy cây chanh cẩm thanh của em. Xong. Wow. Rồi. Ok, thế là em đã soạn ra đủ 10 cây trang màu hồng phấn lá trung cho một vị khách ở Bến Cát, Bình Dương. Bây giờ xem cái nụ hoa. Rồi, video cũng khá là dài. Em xin kính chúc cả nhà có một ngày thứ 5 thật là vui vẻ, làm việc hiệu quả. Và đừng quên là cả nhà ủng hộ em bằng cách là like video. Ai có nhu cầu mua hoa trang màu hồng phấn lá trung này thì hãy comment bên dưới để lại số điện thoại để em liên hệ lại, hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại trên tiêu đề 0911643600, và đó cũng là số Zalo của em. Khách nào lần đầu tiên đến với video của em thì hãy đăng ký subscribe ủng hộ em. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.